Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại video của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại trà mà trong thập về thập đại danh trà. Thập đại danh trà, các bạn nhìn thấy cái vỏ hộp nó đã rất là xịn sò rồi. Không phải vỏ hộp đâu. Mua thêm. Đây chỉ có 3 cục thôi, chồng mình chỉ mua 3 cục. Mua về uống thử. Đây chính là trà gì? Phổ nhĩ quýt. Phổ nhĩ quýt. Tức là cái trà phổ nhĩ. Trà phổ nhĩ là gì? Trà phổ nhĩ là nó trồng ở, nó có tên là phổ nhĩ ở trà, bên Trung Quốc. Trà phổ nhĩ ở bên Trung Quốc và nó cho trong vỏ quýt. Vỏ quả quýt người ta gọi là phổ nhĩ quýt. Ừ, nó rất thơm mùi quýt các bạn ạ. Nhưng mà sau khi cho xong thì nó vẫn bọc một lớp ni lông như này, nhìn đã thấy hàng Trung Quốc rồi. Từ ngàn đời xưa nó đã làm thế này rồi. Trời ơi. Nó làm như này nó sẽ trông rất là giống quả quýt các bạn nhìn này. Cái vỏ màu vàng và cái nắp màu xanh. Ở đây là chữ rất là Trung Quốc. Vợ chồng mình đã mua 3 cái hộp về uống thử. Hộp pha trà này như nào? Trà này thì mở ra xong rồi cũng nói chung là trà nào trên thế giới thì nó cũng chỉ đơn giản là trần qua trà thôi, xong rồi ngâm trà và uống trà. Mình đã chọc thùng mất rồi các bạn ạ. Nói chung là cái trà này thì nó cũng như bao trà khác thôi, nó không có gì đặc sắc. Ôi, mà chưa uống thử mới ngửi thấy mùi thơm thôi đã bảo nó như bao trà khác rồi. Nó chỉ là lá trà thôi, sau đấy nó cho quả quýt phơi nắng lên, thế là nó trà nó ngấm vị quýt như kiểu là trà sen ấy, nó cho bông sen nó phơi nó sẽ ngấm vị sen đại loại thế. Đúng, nên là nó không có gì đặc sắc đâu. Chúng ta có thể bỏ cả nghìn nó năm sẽ có vị kiểu kiểu như vậy. Ôi chưa uống đã biết vị rồi. Ôi, và cái pha trà này thì nó cũng như bao nhiêu trà khác đấy, chính là chúng ta sẽ bóc, dĩ nhiên là phải bóc cái lớp này ra bởi vì lớp này không uống được rồi. Sau đấy sẽ tráng một lần nước sôi đổ đi và sau đó là chúng ta sẽ ngâm vào đấy tầm 1 đến 2 phút là sẽ uống được. Và trà nó thường gây mất ngủ, các bạn có thể mua về uống thử. Nhưng mà mình cảm thấy nó không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà mình vẫn review cho các bạn. Nên là nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy thả tim cho mình nha. Và không nói giá cả kiểu à? À, cái giá cả của cái này chồng mình mua rất siêu rẻ, khả năng là hàng fake rồi. 10.000 một cục này. Không, 10.000 đắt đấy chứ. 9.000. Ờ, 9.000 một cục này, thế thì càng là hàng fake. Ôi, có một tí trà mà mua một lạng trà thì có đổ một lạng trà 50.000 thì có mà đổ lên cả bao của cái này. Ừ, cũng đúng, thế thì khá là đắt các bạn ạ. Thành có thể nghiên cứu lại việc mua cái này đấy. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày tốt lành. Bye bye.